kỳ nó có dùng, chứ không phải là đâu đâu ma đâu mà điều trời vậy em. Nó có dùng ở cái chỗ nào mà nó có nhất lần, hay là cái chỗ nào mà có nhất lần gái mà chết còn trinh mấy cái đó nó mới nhát Nó lên ha chú Năm. ở núi Linh. Ê, còn mà khi là nên chết chết mà như chết chết mà mấy người dân Hôm nay mình gặp chú Năm để chú Năm chia sẻ những mẫu chuyện ma mà có thật nghe các bạn. Là chuyện ma này có thật nha chú Năm. Có thật chứ, cái này là cái này hồi tao còn nhỏ, cái này còn nhỏ nè. Việc ma đó lại câu người ta nói là chơi dao có ngày đứt tay, đi đêm thì có ngày gặp ma. Cũng có lắm khi những người có tuổi tao già hơn nữa mà người ta không gặp là vì tao không có đi đồng. Còn tao hồi còn nhỏ đó thì tao còn nhỏ tao đi đồng suốt hả. Khi hồi hồi nhỏ thì bắt đầu là nước giật thì đi đào chuột tác dụng, khi nước lên thì dân câu ấy, khi lên nước cao cao nữa tao đặt lợp, dân câu dân lưới mà tao đặt lợp thì trên trên đồng, khi tao ngủ tuốt ở trên trên tuốt ở trên gần trên mương cha chứ, mà mùa mùa này mùa kia mà đâu gặp ma có gì, nó có kỳ, nó có dùng, chứ không phải là không phải là đâu đâu ma đâu mà điều trời vậy em. Nó có dùng ở cái chỗ nào mà nó có nhất lần, hay là cái chỗ nào mà có nhất lần gái mà chết còn trinh mấy cái đó nó mới nhát Nó lên ha chú Năm. ở núi Linh. Ê, còn mà khi là nên chết chết mà như chết chết mà mấy người già rồi chết thì ta đội đi đầu thai ra, không có ai nhát là nhất lần gái cỡ 17-18 tuổi mà nó chết, nó còn trinh lúc đó nó linh, nó mới làm gì, nó chưa tới số, nó nhất là những gì tới số đó nó hen. Nhớ bây giờ hồi xưa đó, như nhất là mấy 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 hồi xưa mấy nhỏ gái mà nó thất tình đồ này nọ, cái nó tự dặn, mà hồi xưa thì đâu có thuốc trâu thuốc cua uống, nó thắt cổ không à. Cái đó còn linh dữ nữa. Mới nó thắt cổ rồi đó, cái hình như nó linh nói gì, còn bây giờ nó thắt bây giờ nó buồn tình, cái nó ra nó quất ly thuốc cua cái lụm mẹ rồi nó linh, cái vụ nó thắt cổ nó linh. Nó vậy là bây giờ tao kể chuyện này ma là có thật. Ma có thật. Nó có thật là hồi này hồi tao còn nhỏ, mới cỡ đó có mấy 11-12 tuổi hả. Nó còn nhỏ mà hồi tao còn nhỏ cỡ đó ở Mỹ Hội á, tao bị chị tao có chồng ở trên chợ Dùm Nam đổi đó. Thành ra tao hồi nhỏ ở bên chơi chơi đó bển khi 1-2 tháng vậy đó mới về. Nó mà là từ cái chỗ nhà chị tao đó lại chừng được vài trăm thước thì có nhà, rồi từ đó đã lên trên cái cầu cống, hồi xưa kêu một cái cầu cống. Cái chỗ đó là ngày nó từ cái chỗ từ từ số nhà này mà lên đó cũng khoảng 1 cây số vậy, không có nhà cửa gì mà sầm uất dữ lắm. Rồi từ đó lên trển cũng các cây số, không có nhà cửa gì, rồi cái nó có cái đường cầu cống vô đây cũng các cây số vậy đó, không nhà cửa mà nó sầm uất cây cối bởi mấy cái chỗ sầm uất vậy đó, thấy không? Đó mà mình hồi nhỏ mình cũng chưa có biết nữa. Bữa đó là mà anh hai tao thì cũng chạy xe lôi, rồi đứa là chạy xe lôi đạp không à, chứ không có đâu có xe máy xe móc rồi gì đâu, có xe lôi đạp mà muốn chạy đường đối hoài à. Mà nhưng mà ông không có nói gì vụ ma cỏ, mình đâu có biết. Vậy là ông biết mà không nói ha. Ông biết mà ông không có nói. Ông đi đó bị nó rượt ông hoài à. Ý là bằng ngày đó mà ông chở khách đó, ông chở khách đó 4-5 người ngồi đó mà nó còn rượt ông đó. Mà ông sợ mình em mình nói mình nó, sợ mình nó sợ mấy. Mà ông giấu đi mình đâu biết. Phát bữa đó bờ cũng 4-5 thằng ngồi chơi đó, nghe chú ba ông cũng gần đó, ông cũng già, năm nay cũng ông chết rồi, mình năm nay cũng trăm trăm ngoài tuổi à. Ông ngồi ông nói chuyện với ông kia, ông nói ở trên cầu cống ông có cây gáo nó chừng 3 người dừng vậy đó. Một gáo nó bọng, nói gáo đó nó bọng rồi nghe là ngậm, nói nghe là chồn đồ nó ở đây hen, sóc đồ nó ở kỳ đà cắt kè đồ nó nhóc con ở chân ông, có khỉ nữa ông. Khỉ con đồ nhóc thân mình nghe cái 4-5 thằng ngồi thấy, nghe ham thấy ham ha.
mình nghe nó nói vụ khỉ chứ ổng có nội dung ma cỏ, mình nói ra cỏ ai dám đi, mình nó đang nít mà mới 11, 12 tuổi rồi. Cái bị ông nói vụ khỉ, cái mới bàn rủ nhau là 8 thằng, mà cũng có 2-3 thằng lớn cũng 17, 18 tuổi rồi nha. Rồi cỡ đó tao mới 11, 12 tuổi à, cũng có mấy hàng lớn 17, 18 tuổi rồi. Cũng có mấy lớn nữa, vậy là lên xuống lên dí bắt khỉ vậy trời. Tính là vì nó có khỉ con đấy hen, lên bắt khỉ. Này vậy để 8 thằng đi lên. Mà đi lên thì cũng lần cũng xách cây, xách đồ, xách rộng rồi đang bắt khỉ đang để vô rộng rồi hen. Xách vợt, xách đồ, thằng thì cũng xách cây, xách cối đồ cũng dữ to lắm. 8 thằng đi. Nên... Cái này là ban ngày hay ban đêm chú Năm? Ấy là chiều rồi đó, được rồi đó, có 4 giờ. 4 giờ chiều. Ừ, 4 giờ chiều ban ngày. Trời cái gì sụp mờ ha. Mình cỡ 4 giờ cũng chưa có mờ, cũng chưa có rõ đó, chứ phải ban đêm mà đường đó không ban đêm không ai dám đi đâu. Dạ. Cái đường nó vậy trời cũng còn sáng đó. Còn sáng đó. Cũng như khoảng cái này vậy đó nha. Đó thằng đi. Đi rồi cũng đi lên, mà đi cái đường đó nó xa lắm, từ nữa cái mí nhà này mà bị vô ngoài này là mí sông cái. Dạ. Mà này thì nó sông cái, mà trong này thì một cây cối nó sụm vật vô cả cây số vậy đó, rừng tuột cây cối không mà nó bịt mù tre ấy gì không mà. Nó thì lên đó thì thiệt cũng có cây gấu cũng chừng 3 người dừng nó có cái bọng. Dạ. Thiệt cũng có khỉ, có sóc quấy đồ nó, mình cái cáo cái gáo đó nằm cặp ngoài cái mày sông cái á. Cặp mấy sông ngoài. Sông cái. Thì mấy tao lên đó thì mình lên đó thì cũng lo vụ tính vụ khỉ không cho đậu vụ mà. Dạ. Nó tính thì lo dầm khỉ, cái nghe cái phía trong này là vườn. Vườn bức. Nghe cái tiếng rên nó chừng cả chục tiếng rên vậy đó. Mà cái tiếng nó rên đó là mình nghe khủng khiếp lắm, chứ không phải là cái tiếng ngừa mình nữa nha. Thì này có thể tiếng mày rình mình ấy, nó gì chứ nó rên vậy, chứ mình nghe cái tiếng ngừa mình không sợ. Mà cái tiếng nó lên nó làm một cái mà cả chục tiếng nó hú một cái mấy tàu chạy hả Nam? Đâu chạy, cái đó là thằng nào hôm nay là dựng tóc gáy hết trơn, tóc dựng hết trơn, rồi thịt giật hết trơn, rồi óc hết trơn, rồi hồn mình còn nhỏ mà. Mà cũng có mấy thằng lớn 17, 18 mà thằng nào hôm nay cũng tái mặt hết trơn, cũng thịt giật hết trơn rồi không? Dồn lên cũng nói gì dữ hết trơn, dữ vậy trơn. Nói vậy không? Cái bây giờ nó tập về. Đó thì bước ra về thì là nó rượt theo. Wow. Là đó thấy, là thấy hai đứa con gái. Là ma nữ hả chú Năm? Nữ, hai đứa con gái mà nên mà sao hồi chết thì cho chôn nó đồ gì không biết, nhưng mà sao kêu nó nhát mình là nó mặc đồ trắng. Đồ trắng. Nó dòm mà mình dòm đó bị là bằng hai đó. Thì bị đi chạy cái đường chạy về đấy, mà đó đường nhỏ xíu à. Chạy có xa lôi được vậy thôi chứ không có mình dòm thì trong cái giường đó nó chạy ra, bị giường nó mịt mù sân giả lắm, tối hì hồn lắm. Bị không nhà cửa ở mà nó giống tanh, mà bên này bên này thì sông cái nó vắng vẻ nữa. Ở trong này thì giường tược vô rồi nó vô trong vô các cây số gì rồi vô trong trong gì ruộng gãy gì không hình ra mấy không quân nó trống nó lạnh tanh à. Nó thì mê thì á là tao thấy là hai đứa rồi trong cái vườn nó chạy ra. Nhưng mà mình thấy nó khủng khiếp lắm, bởi hình ra bởi nếu mặt nó mình giờ mới mặt nó bằng muốn bằng cái mâm vậy đó. Chứ phải nó như người mình sao. Mà nó xả tóc xả, mà mình giờ có cái là nó cái là mà sao con mắt nó trắng giờ. Mắt nó không có tròng đen như mình. Đó. Thì nó dọn gặp mình thì cứ nó gặp mình mấy người tao có nó cười mình thấy nó ra hai cái nanh gì mà nó le cái lưỡi, mà sao lưỡi mình thì le đâu giờ mà nó le không cái muốn chừng cái gan vậy nè. Lưỡi mình đâu có le gan, chút mình nó le cái gan gì mà nó cười một cái mình dòm cái miệng nó gặp mình nó cười. Mà cái miệng nó thì mình dòm thấy đỏ tươi như máu vậy đó. Càng ơi, 8 thằng tao chạy một cái là tưởng đâu là chết luôn, mà may mắn là chạy luôn. Thằng nào nấy là giật thịt đơn chạy, nhưng mà mai là chạy khoảng chừng là 200 thước rồi đó. Là thằng nào nấy cũng là phần bị cái mình sợ, vừa sợ mà vừa run sợ và chạy không nổi nữa.
là nhiều thằng nó chạy té lên té xuống luôn, không chạy té nữa. Nhờ mai đâu chỉnh chiếc xe lôi nó chạy xuống. Dạ. Yeah. Xe lôi nó chở khách đó. Yeah. Hèn nó chở khách nữa, xe lôi đạp không à. Chứ không có xe máy, nó chở 4-5 người khách chạy tới cái rồi nó xong nó gặp mấy người lớn đó. Nó sợ ha. Nó sợ xong nó mắt nó biến mắt. Dạ. Yeah. Mấy ông đó chạy tới thì tụi tao té lùi rồi, mấy ông đó mới chạy tới thì mấy ông em sơ lôi hỏi chuyện gì mấy tao mới kể chuyện nào nấy mặt xanh dạng trân. Ông mới lôi lên sơ lôi ông cắt một đống nó rồi ông chạy vậy gì luôn ông chạy dễ dàng chạy cho được khỏi khúc cho mình đỡ được nó thôi đây im rồi mới bay xuống lội bộ về. Yeah. Mấy tao về chạy biết về tới nhà thì tao về tới nhà chị tao thì tao té tao nằm đó luôn. Mấy thằng kia thì nhiều thằng nó xỉu nó ấy đùm lum hết trơn. Rồi anh hai tao mới hỏi ông nói sao mình đâu mà gì tao mới kể lên coi mấy ba tính lên trên cây gáo trên chỗ cầu cống á chứ đó khỉ cầu cống đó heo. Đặng mà mình bắt khỉ. Anh hai tao cấp đó mới nói thiệt nó tràn ở mấy bay gan trời rồi. Tao bằng ngày tao chạy xe lôi đó mà nó còn gượt tao, ý là tao chở khách đó mình bằng đêm hay là đường đó bằng đêm ai dám đi. Bây giờ ông mới khai ra ha. Cấp đó mới nói thiệt mấy bay gan trời rồi đó mình ấy. Ông nói bên mới là hởm đây nè bị gì chỗ đó là bị gì rắn rồi khi là người ta chết ta đem cho ông nói bên mới tháng trước đây là cái ghe nó chạy ở ngoài sông Cái đó. Yeah. Sông Cái rồi nghe là mình nửa đêm mới phát nói ghe đó nó bị sóng nó chìm đi. Yeah. Nó chìm là chết, xe đó là hai vợ chồng dương đứa gái cũng 16-17 tuổi với nhỏ nít. Rồi là mò không có được rồi cái chỗ đó nó có nguồn nước nó xí vô. Yeah. Nó xí vô cái cầu cống đó. Yeah, xí vô cống rồi. Nó xí vô. Thành ra chừng kiếm được chừng sau có nó xí 4 người đó vô đó, thành ra cho đi khi lên thì xình hết rồi. Thành ra là dòng họ ta mới lại đó, ta mới là nó mới đem mà đi xin hết rồi. Yeah. Thành ra người ta không có đem về, ta đem lên đây, ta đem lên nó, ta trộm luôn đó. Mà nói là dòng họ đồ người ta hồi xưa bị ai chết thì kệ họ, chứ nhà nước ta cũng không quan tâm vô đó. Ai yeah. chết làm gì làm. Làm. Rồi đem lên đó, ông nó trộm ở đó đó, là ở đó đó mà ý là bằng ngày đó mấy chục người đó mà nói mấy ý là dòng họ mấy chục người lại đó trộm đó. Mình nói mấy ông nói nghe là mình hồi cái đi nó không dám hiện hình bị bằng ngày đông quá mấy mình. Nhưng mà mấy ông nói đào chôn đây chứ còn hồi cái gì nó cứ chuột á, nắm cái chuột á, cái chuột đụng cái chuột đó mình giải ao lên đầu á được tùm lum hết trơn vậy mà nó làm hoài cái kiểu đó ý bằng ngày tao gì. Còn tao mà tao chạy xe lôi ngang đó mà ý là nó ý khi tao chở 4-5 người khách mà nó còn ngược tao nữa. Mấy bay là gan trời rồi nó nói vậy anh ra ở mới biết cái đó là có thật tao bị là còn nhỏ. Câu chuyện ma nữ đó thì ha. Tao kể chuyện đến đây cũng như rất chúc bà con mạnh khỏe vui vẻ. Cảm ơn chú Năm nha. Rồi.